quay trở lại với clip test giới thiệu cũng như hướng dẫn cài đặt lắp đặt các đầu giải mã loa TV thì hôm nay em giới thiệu đến các bác mã đầu giải mã Maran CM 6200 nó tắt là CM 6200 200 à, có đầu giải mã này thì trước khi vào giới thiệu thì cũng em cũng được thay lời muốn nói là có lời được cảm ơn tất cả các bác các chú các anh đam mê âm thanh cũng như theo dõi kênh của em đã động viên và hướng dẫn hướng dẫn hướng dẫn em chỉ bảo em những cái nội dung mà cần khắc phục để test hoặc là tạo clip cho các bác đam mê âm thanh tin dùng và hướng dẫn cách sử dụng luôn thì những cái nội dung hiện tại bây giờ em đang làm đều là được các bác đóng góp ý kiến cũng mong rằng là có một số bác biết thì cũng các bác cũng thông cảm bởi vì là khi em làm theo yêu cầu như thế này tức là người dùng sẽ dễ hiểu hơn nhưng mà nó sẽ làm cho một số bác đã biết rồi thì thành ra nó cũng bị thừa nên cũng mong rằng là các bác thông cảm bởi vì tại sao à, các bác đã dùng chơi rồi thì những cái này các bác nghe qua thì nó lướt qua nhanh quá nhiều bác bảo thôi thôi bỏ bỏ cái đấy giới thiệu cho nhanh nhanh vào nhưng mà báo cáo các bác là nói thẳng luôn là những mã đầu giải mã như này hoặc những chiếc xe này 10 người thì cũng phải chín người chưa biết dùng nó nên là bắt buộc em phải vừa báo giá vừa hướng dẫn sử dụng luôn cũng cũng mong rất mong rằng các bác chuyên về âm thanh các bác thông cảm nếu các bác đã biết những cái điểm về trước em đã giới thiệu rồi thì bác tua tua đi một đoạn cho em hoặc là bác thấy báo giá thì nhận báo giá rút giúp với em chưa còn em vẫn phải hướng dẫn cho rất nhiều khách hàng rất nhiều người muốn chơi nhưng chưa biết lắp thông cảm cho em À, để à, thường xuyên đóng góp ủng hộ kênh thì à, các bác hãy bình luận phía dưới Phía dưới cái cái bài viết của em ở dưới cùng Là em nên thế này, nên thế kia hoặc là nên làm thế này giúp em Ngoài ra thì cũng à, à, đừng quên là cho em xin một like để à, đẩy cái bài này nó đi cho nhiều người được biết đến Em cảm ơn Em và em báo giá luôn Vì tránh để các bác à, nhiều người là không biết sử dụng rồi đợi lâu Giá của chiếc đầu giải mã này có mức giá là 7 triệu 9 Đây là con à, đầu giải mã CM6200 con này có điều khiển ạ có điều khiển và cái đặc biệt luôn là nói thì cứ dân dã à, người dân mình là con này mua một được ba tại sao lại mua một được ba à, cái thứ nhất trong một chiếc đầu giải mã này nó tích hợp được 3 chức năng chức năng thứ nhất là chức năng đọc cd chức năng thứ hai là chức năng đọc đĩa md hai cái chức năng này thì đĩa md cd bây giờ quá phổ thông rồi mà tóm lại bây giờ đầu đĩa nào cũng có có băng có đĩa hết điều chưa thông cái thứ ba là cái quan trọng nữa đó là nó làm nhiệm vụ giải mã ngoài ra thì nó còn có cả khiển khiển này có thể điều chỉnh to nhỏ điều khiển giải mã điều khiển ra vào của băng của đĩa được chưa đấy à, mức giá của chiếc đầu này có mức giá là 7 triệu 900 nghìn 7 triệu 900 mua 3 mua 1 được 3 sau đây em sẽ giới thiệu à, cho các bác về cái cách cách cắm nhé cách cắm à, từ TV Internet xuống chiếc đầu giải mã này và các quý vị là tất cả cũng như clip này em nói rồi riêng tivi internet đời mới bây giờ mà không có những chiếc đầu giải mã như này quý vị nghe không ra một cái gì luôn quý vị cắm nó xuống những bộ dàn karaoke hoặc nghe nhạc thì quý vị nó rất là chối tín hiệu âm thanh của nó bị suy rất là chối và đa số là các bác được khuyến mại một bộ chuyển đổi converter màu đen đen đấy đen đen để chuyển đầu từ công quang ra cổng AV nó rất là nghe rất là chối có nghĩa là nghe so sánh với con này với con có tư đấy thì con này 10 thì con đấy chỉ hai thôi. Có nghĩa là con đấy nó cấp tín hiệu ra bát nó cứ đánh phình phình phình, nó nó không rõ. Thì để em vào đề luôn. Thì hôm nay em sẽ hướng dẫn các bác à, sử dụng à, cắm cắm và sử dụng chiếc đầu giải mã Mazan model CM6200 được chưa ạ? Hàng made in Japan. À, thì à, đây, đây là chiếc đầu về phía sau của chiếc đầu nó còn về đây bên này em đang đặt một cái đầu này nó tượng trưng là cái này là cái tivi các bác nhớ nhé Đây là đang đây các bác cứ tự trưng cho em là nó là cái tivi để cấp tín hiệu ra được chưa Cấp tín hiệu ra thì quý vị chú ý là đằng sau tivi nhà quý vị nó sẽ có một cái cổng cấp tín hiệu ra là cổng quang Các bác nhớ nhé Cái cổng quang và cái cổng quang đó thì thường xuyên tivi thì họ vẫn đang thiết kế là có một cái nắp nó đậy nó không được hở như này đâu nó có cái nắp đậy khi rút ra thì nắp nó tự bịt lại để nó chống bụi đấy chống bụi thì các bác nhớ là nó có một cổng quang phía sau tivi con nào cũng có tivi internet đời mới bây giờ con nào cũng có thì quý vị hãy để ý cái cổng nào nó có tia đỏ này sáng ra thì là cái cổng ra uh, cổng uh, cấp tín hiệu ra của âm thanh trên tivi thì khi đó các bác nhớ nhé các bác nhớ là uh, các bác uh, cắm cái đầu dây quang các bác chú ý là khi các bác mua cái đầu dây quang ấy về thì trên cái đầu dây quang đa số là người ta bọc một cái lớp đây một cái lớp à, bọc một cái nỉ cao su để nó bảo vệ cái đầu quang này Nha. nó bọc một cái lớp cái cái, cái bọc cao su này có nhìn bọc cao su chưa đem nhấc ra nhé nhấc ra này đấy quý vị nhấc ra nhắc nhấc ra nhé đây nhấc cái nút này ra bỏ cái nút đi vứt đi Đấy, bỏ cái nút đi thì các bác mới cắm được cái cái đầu này nó lọt vào trong đấy đấy sau đó các bác chú ý cắm này các bác cắm ở đây này các bác chú ý là các bác cắm là nó chỉ có một chiều duy nhất không cắm được xoay lung tung đâu chỉ có đúng một chiều duy nhất nên các bác trước khi cắm thì bác nhìn cái đầu lỗ này này mấy cái đầu cắm này nhìn cái khe nào nó trùng nhau thì bắt đầu cắm vào khi cắm vào nghe thấy nó tạch một cái được chưa ấn nghe thấy nó tạch một cái thì khi đó các bác mới biết là nó nó đã vào đây em ấn nhé các bác đợi em, em giữ tay này đấy. đấy nghe phải tạch một cái khi tạch một cái thì là cái cái dây này cắm vào tivi nó đã chắc chắn rồi thì quý vị cách kiểm tra nó đã thông sang cái dây này chưa sợ nó dây nó có bị đứt hay không thì các bác quay lại ngay cái đầu ngược lại đây cái đầu còn lại để cắm vào đầu giải mã thì các bác nhìn cái đầu giải mã này cái đầu ngược lại nó đã sáng rồi có màu đỏ đấy các bác nhìn thấy màu đỏ nó sáng chưa đấy cái màu đỏ nó sáng như này vậy là cái tín hiệu từ cái tivi nó đã cấp được qua cái dây quang này quay về đây cái đầu đỏ nó đã sáng rồi thì chính cái đầu đỏ này các bác cắm vào cổng in nhé. Cổng in đây này Cổng in các bác nhìn thấy chưa Ở trên trên đầu giải mã Nó có cổng in là cổng vào Cổng Cổng Hoa là cổng Đọc tiếng Việt là cổng quýt đi đi Cổng này cổng ra đừng có cắm Cắm vào cổng in đây Thì bây giờ Nó cũng không cho cắm ngược Cắm đúng một chiều thôi Các bác cắm vào đây cho Đấy Đấy cắm vào cổng in Để từ từ em ấn cho Ấn nghe tạch cái lại nhé Em phải giữ tay đầu Nó nặng Đấy Nghe thấy tạch một cái Thì đây Khi ấn nghe thấy tạch một cái là đã xong nó ấn đây là cổng vào, còn cổng này cổng ra thì không. Thì khi đó cái tivi này nó mở nhạc, coi như con này nó bắt đầu mở nhạc nhé Con này đang phát nhạc thì nó sẽ chạy, chạy qua cái dây này, chạy qua cái dây này chưa các bác. Nó chạy đến đây, nó chạy vào cái đầu này. Cái đầu này nó làm nhiệm vụ giải mã chất lượng âm thanh thật hay. Nó giải mã ra, nó quay ra đây. Nó quay ra cái cổng AV này. Đây nó quý vị nhìn nhé ao này, in out này. Nhớ nhá, nó có chữ quýt đi này, này. Đây là cổng ra. Thì các bác đây này, này cái dây av này của bác đang cắm ở cái âm ly bác cắm một đầu vào đây quý vị nhé nhìn nhé cổng ao nhé cứ đọc chữ quýt cho nhanh đi Quýt ra này cứ bấm vào đây cho em cổng ra đây này đấy một đầu bác cắm vào đây đầu dưới còn lại của cái cổng av dưới còn lại bác cắm vào âm ly cho em đây cái đầu còn lại là hai đầu còn lại này bác bác cắm vào âm ly cho bác nhà bác nhé cắm vào âm ly nhà bác vậy là đã xong vậy là chiếc đầu này nó đã giải mã và quay ra tín hiệu av quay xuống âm ly cho các bác như thế là xong. Thì bây giờ quay về phía trước là mà nhiệm vụ uh, thực hiện cái nhiệm vụ là dùng, sử dụng. Thì uh, đầu tiên em hướng dẫn các bác đã sử dụng giải mã đã. Thì các bác thấy đằng đằng trước rồi đã cắm cổng digital. Thì đây, trên cái điều khiển này các bác chú ý nhé Trên cái điều khiển này nó có cổng in, input này. Được chưa? Đấy, input các bác ấn nút này này. Này, ấn này. Khi em ấn này. Đấy, nó, nó nó các bác nhìn nó chuyển chưa? Chuyển chế độ trên chưa? analog này optical có nhìn thấy chưa đấy thì hiện tại bây giờ nó đã thông với optical rồi nhá ấn nút này nó thông optical à, uh, thông với đường uh, giải mã rồi và bây giờ hiện tại là cái đầu giải mã này quý vị nhớ nhé là phải chọn chữ nó hiện chữ digital này này đấy này nhìn này ấn này optical này xa Analog không được rồi đấy, phải optical này bắt đầu gọi đợi chuyển cuộc gọi à, uh, optical khi optical thì nó sẽ hiện chữ digital trên này là đã chuyển chế độ giải mã như vậy là chiếc tivi nhà mình đã cấp hai con này đang thông nhau rồi bây giờ nhiệm vụ cuối cùng là quý vị chỉ cần ấn chế độ rec đây rec để cho nó giải mã quý vị ấn vào đây ạ được chưa đấy ấn vào đây nhớ ấn nút rec nhé giờ nó đã giải mã rồi đấy đấy tín hiệu từ tivi xuống đã giải mã rồi và chạy xuống loa luôn rồi đấy khi các bác không thích giải mã, không giải mã nữa các bạn ấn tắt stop là xong như vậy là à, nó, đã, đã, nó đã giải mã rồi và em đã hướng dẫn các bác là à, cách lắp đầu giải mã từ tivi xuống à, còn sau đây thì là... à, hai cái md và cd này thì đây sử dụng thì cũng như vậy rồi. à, về cd thì à, các bác sử dụng vẫn như vậy thôi đây bác thả đi cd vào cái thứ nhất là bây giờ các bác đi mua một cái đầu cd các bác đã mất 45 5 triệu rồi md cũng vậy Thế ba cái này trong một mà có 7 triệu 9 Đây CD nhé Em cho các bác nghe từ CD này Đấy CD Được chưa Đấy đang đọc đĩa CD Nhận đĩa CD Được chưa Bác ấn này Play CD đọc bình thường CD đấy Được chưa Đấy nhá Tắt CD Thế bây giờ em sang mở đĩa MD cho các bác này Đây đĩa MD này Bây giờ mới thả này Con này giải mã không cần mồi mà Giờ mới thả Đấy đĩa MD Bắt đầu cũng loát đĩa Đọc Đấy nhìn chưa đã nhận bài 8 bài Ấn play Thấy chưa các bác thấy chưa Này Đấy, Nó chạy đĩa MD Các bác có thể dùng trên này tắt được Tắt bật trên này Thank Đấy có thể tắt tắt để em dùng điều khiển em tắt nhé Và các bác nhìn này em dùng điều khiển Em cho đĩa MD ra này Nhìn này Đấy đĩa MD đã thò ra rồi Được chưa Lấy ra này Hoặc là dùng điều khiển này Cho đĩa CD ra này Được chưa Đấy, đĩa CD ra Điều khiển hoạt động rất là tốt Đấy à, Vừa rồi là em đã Test một clip giới thiệu đến quý vị chiếc đầu giải mã Mazan CM6200 Chiếc đầu này có mức giá là 7,9 triệu 9. À, Bác nào có nhu cầu thì xin liên hệ số điện thoại là 0911 169 961 Em trân trọng cảm ơn Ngoài ra thì à, phía dưới Em đang test, đang ghép với nó với lại chiếc à, một đôi loa Đôi loa EV Century 100L Con này là dòng loa kiểm tra chất lượng âm thanh này Studio Monitor Đây là loa Monitor Loa kiểm âm nhé Dòng loa kiểm tra chất lượng âm thanh Rất là hay Đôi loa này cũng có mức giá là 7 triệu 9 Và nhà bác nào đang dùng tivi thì chỉ cần duy nhất một đôi loa này thôi Không cần loa khác bởi vì là uh, duy nhất một đôi loa này nó có thể đáp ứng tất cả nhu cầu của quý vị Tại sao? Nó đã có âm ly lọc e quay đây, nó liền hết trong này rồi Và đối với dòng loa Mỹ thì quý vị đừng có hỏi nó có hay hay không Cái đấy thì nó hơi thừa Và bát của em nó đây Bát em nó đường kính nó khoảng độ 22cm tổng Em cứ gọi là bát 20 thì hai làm gì đấy 20 hai lỗ thông hơi nó có mức giá là 7 triệu chín đấy à, vừa rồi là toàn bộ clip em giới thiệu đến quý vị một số sản phẩm à, các bác nào có nhu cầu thì đóng góp giúp em và comment xuống phía dưới à, tư vấn giúp em là nên thế này nên thế nào hoặc là à, những cái đầu giải mã này em giới thiệu như thế này này chưa được đâu nó chưa rõ chưa đúng bởi vì thật ra em cũng không biết hết được nên các bác nào biết được hơn thì hướng dẫn giúp em để em làm cái clip sau nó thành công hơn nó đến với mọi người nó nhanh hơn nó dễ hơn một cách nào nó, nó tốt nhất và cũng đừng quên cho em xin một like em cảm ơn ạ còn ngoài ra thì loa toàn giải loa đồng trục còn rất là nhiều các bác nhé loa toàn giải loa đồng trục rất là nhiều alo dạ bác chuyển cho em rồi ạ À, con Sony đó là điện 110 bác ơi 3 800 bác ạ Vâng vâng Điện 110V phải Nó điện 110 bác ơi Điện 100V à. Nhưng mà mình dùng 110 à. cũng được vâng,